rồi sáng nay học phụ đó học lắm rồi hello mọi người nha vợ chồng mình đang ở phố cổ Hội An vợ mình nãy chưa sức trâu chưa đạp nãy giờ cả nửa tiếng đồng hồ mà không mệt quá tuyệt vời cố lên đó phố cổ Hội An nha đẹp lắm nha các bạn rồi đó cho vợ lái đó nha về mà tối nay về mệt mà không biết đâu à làm lái mình đạp khoái mà chưa đạp lắm mình đội chở mà không chịu clip này chắc điệu yêu quá good 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 các bạn thấy phố cổ hay đường thấy nó cổ không cổ nha ô ô ô xe 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 lá yếu quá nó đuổi luôn hết chưa chụp nào tiếp tục hành trình nhé đúng bài rồi đúng bài rồi when we came in here it was like 5:30 we late in rồi kết thúc đây thôi nãy giờ chờ dạy